Ngày 6 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Ngươn tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ niệm 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Tại đây, các đại biểu đã được ôn lại lịch sử 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, đồng thời nhấn mạnh về vai trò và sự đóng góp to lớn của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đặc biệt trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế, lực lượng nữ đoàn viên công nhân viên chức lao động đã và đang tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước qua các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước đảm việc nhà, phát động phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn giới học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng và nâng chức các tiêu chí phường văn minh đô thị, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch và 5 có 3 sạch. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc trao tặng 4 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.